Hello. Mạnh Tiến xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình xin test thử một chiếc loa siêu phẩm HL528. Chiếc loa rất là hay. 5 loa, 5 đường tiếng anh em ạ. Nghe thử các bạn nhé. Đường vào tim em môi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường tầm thì. Vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây giăng kín. Bàn chân anh chân nói đi không thành, vẫn mưa đêm khuya buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hắt như bên ngoài sông thưa. Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn lâm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Tìm em hai lớp áo, trời mùa đông anh vẫn cho tay vào. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Thưa quý vị và các bạn, thì thực sự để mà nói thì mình nói thật sự với các bạn là cái loài nếu mà để hát ngoài trời âm thanh cực kỳ hay, các bạn thấy không? Đây mình đang hát ở ngoài trời đây, âm thanh đường tiếng ra rất là rõ nét luôn. Chưa thấy một chiếc loa nào mà di động như thế nào mà lại có một bát này. Đấy, 4 loa con này, 2 loa chung, 2 loa chép này. Anh em thấy không? Tiếng mic rất là hay, là sáng luôn. Bây giờ cho nhạc lên hát tiếp theo. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến, đường vào tim mưa mây giăng kín. Bàn chân anh trên đôi đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hắt níu bên ngoài sông thưa. Lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn lâm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày qua vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên chào cười mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em môi vây kín. Ok, thưa quý vị các bạn, thì vừa rồi là mình đã test thử một đoạn ca khúc rất là hay, nhạc Bob Balan với chiếc loa lắp HL528, rất là tuyệt vời anh em ạ. Một bát 20 và hai đường chung, hai đường tép, bát lén rất là hay, âm thanh cực kỳ sống động anh em ạ, thực sự tuyệt vời. Nếu anh em nào thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giúp Mạnh Tiến các bạn nhé. Một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn, xin chào. Yeah.